Ôi, 16 đẹp dữ rồi ta. Ôi, đã ghê không? Sáu nhìn là mê liền, nói sáu nhìn là mê liền, ý quá đẹp. Cái con này dài, chiều dài là bao nhiêu vậy anh? Chiều dài á, dài 5,5 hả? Câu lạc bộ Dược 6 Biên Hòa, carbon Biên Hòa nghe. Carbon Biên Hòa đang chuẩn bị lên con Dược 6 5m rưỡi. Ống 110. Ồ sao. Đây thì các bạn, câu lạc bộ Dược 6 Biên Hòa, carbon Biên Hòa đang chuẩn bị lên con diều 6 5,5 m. Không sao, dù V6 không ảnh hưởng gì.
đẹp cũng ghê, không được nghe âm thanh. Rồi, 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 các bạn.